chiều đêm chúc mừng đàn châu cha tiên anh hôm nay xin dâng lời ca lòng thuốc tha hôm nay xin xin làm đường ơn phúc lành. Chúng ta cùng chào đức cha bằng tiếng của chúng ta nhé. Vương gia đã chào bằng con tình yêu lên anh loan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát anh loan xin dâng lời ca bằng thiết tha anh loan kính xin làm luôn ơn phúc lành liên xa liên xa hoan hoan liên xa liên xa hoan hoan liên xa liên xa liên xa liên xa hoan hoan liên xa liên xa hoan hoan chúng ta cùng vỗ tay thật lớn để chào đón đức giám mục giáo phận ngài đang đến với chúng ta là bày tỏ tình yêu thương của vị mục sư nhân lành hiện diện giữa cộng đoàn giáo xứ đang cả chúng ta liên xa liên xa liên xa liên xa liên xa liên xa và xin bà con chúng ta hô thật lớn bằng tiếng dân tộc của mình để chào đón đức cha 2 3 con ai con là phải sách cho đức cha về không có để nặng đâu bà mới để đo
Dạ, một khi tên về một cố chàng hạt nữa nhé. Bởi vì đọc kinh của nguyện thì xin ơn đức mẹ gìn giữ nhé. Đức mẹ ban lên che chở cho. Ở nhà được bao nhiêu người con? Có hai đứa. Hai đứa hả? Một đứa trai, một đứa gái. Thế hả? Vậy nên là lớn chưa? Lớn rồi, lấy chồng. Lấy chồng, lấy chồng, lấy vợ rồi. Ở đây luôn hay là đi xa? Ở bên Tà Lại. Ở bên Tà Lại một. Còn ở đây một. Hai ông bà không có sinh được con, à. Nhưng mà lại nuôi con nuôi. À nuôi vâng. À, nuôi. Là đây là một cô con gái nuôi. Cô gái nuôi. Còn một con trai nuôi thì ở trong Tà Lại. Ở Tà Lại. Vâng. Con gái có lập gia đình chưa? Đấy, chồng đấy. Chồng đấy hả? Có mấy người con? Hai gái, hai trai. Trai lớn. Đấy, còn trai lớn lên rồi. Đấy, cả đức chúc lành cho ông bà rồi. Mời đức cha đi. Đức chúc lành cho tất cả gia đình nhé. Thì cuộc sống như thế nào phải cũng an bình nhé. Chúa ở cùng anh chị em. Bà cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ muôn đời và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Cháu số 1, số 2, số 3, số 4 thì dễ nhớ hơn đúng không? Ông dùng nhé. Đấy bà chúc cho bà nhé. Thế đây thì nó nặng hoặc là không cần ở đâu. Thế đi nghe, đi nghe. Thôi, đây không cần ở đâu. Bây giờ nhé, chờ bà cụ trả hạt nhé. Bà cụ thì đã đeo rồi, nhưng mà đi hạt này gọi là chẳng hạt tiền giáo. Nó có 5 màu cho 5 châu. Khi bà cụ mà đọc kinh lần hạt đến đến cái châu nào thì xin đức mẹ cầu bầu cho cái châu đó cho những người chưa biết Chúa thật sức. Cùng với bà cụ cảm ơn đức cha. Cảm ơn. Xin
cha làm cho bà cô. Để ta làm kinh để chạy thì mình sang danh nhá. Để cùng với bà cô cảm ơn Chúa, đã tụng Chúa rồi sau đó là xin cho chúc lành cho bà cô và tất cả mọi con cái trong chân để trong gia đình nhá. Mình xin cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha tin mừng Maria để ơn phú đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha trong cùng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thế này chắc là thần kinh ở chỗ này đây hả? À? Thần kinh trên đó. Không chụp rồi. Nó chụp chưa có gì đâu. Không chụp anh rồi. Không có chèn ép chơi thần kinh. Không thần kinh gì hết. Có máu bầm. Em này nó cũng năng lực về bẩm sinh như cái chèn. À. Tức là di truyền. Di truyền. Tức là trong gia đình cũng không phải là một mình em có những cái... À, cũng đã có những người. Khác được không? Nhưng mà có điều là hôm nay sao lại bị nó nặng nề quá. Nặng quá. Em mà hỗ trợ cho em mà cũng không nổi. À, thì xin chúc lành. Sinh thần là được không phải rồi. Đấy. Bé này con điếc mà nó không điếc mà nó đỡ. Bẩm sinh, bẩm sinh mà. Cũng đỡ con này. Đỡ con này. Còn con nào nữa không? Còn hai đứa ba đứa không với nhau mà. Là hai người. Bà này là coi như là rất là can đảm, coi như là lo cho gia đình con cái rồi cả ông chồng nữa, nằm mấy năm trời rồi cũng mệt lắm. 15 năm thì cũng đúng cái gì. Thực tiễn rất mạnh.
Cái quà chúng ta biếu cháu nội hả? Cháu này mẹ ba nó ở bên lên, nó về đây nó học ở đây. Ở đây ông gia trưởng này, người của là con rể, anh con rể nhé. Đây tặng bà cũng chẳng hạn nhé. Để cầu xin được đức mẹ gìn giữ che chở, con cũng là hạt được không? Rồi. Rồi gia đình cũng nhiều đấy, cũng nhiều đấy đâu. Con. Nhân dân cha và con và thánh thần amen. Hà sáng nước cha thì đến đi cha đầy ở dưới đất cũng như trên trời. Xin cha con xin cha để chúng con xa chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự tiêu amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đơn cao hàng trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Rồi chào bài nhé, can đảm lên. Đến cái châu nào ấy cầu nguyện cho những người ở cái châu đó nhá. Màu vàng là châu Á này, màu xanh nước biển này là châu Úc này, vì xung quanh nước Úc toàn biển không thôi, nên màu xanh ra biển, màu xanh nước biển là châu Úc, màu trắng là châu Âu, màu đỏ là châu Mỹ và màu xanh lá cây là châu Phi, bên Phi đó, để người ta có nhiều rừng rú nhiều
ở sa mạc để lấy cái màu của cây cối của rừng để đại diện cho cái châu đó. Thì bây giờ những người lớn thì tặng mỗi người lớn một cái châu chẳng hạn để bây giờ trong gia đình đọc cái khẩu nghiệm nhá, đâu những người lớn đâu, trong gia đình những con cháu lớn đây. Người lớn đọc kinh đây, người lớn thôi. Rồi, còn ai lớn không? Ai có không thể rồi thì nhớ nghe đồ nhỏ. Nhỏ ra đây. Nhỏ đã biết một chỗ nhỏ đâu. Nhỏ này cũng có đồ chứ con. Con được chứ con. Nhỏ đã biết một chỗ đây rồi nhé. Con đã đâu? Con đã đâu? Con đã đâu? Vui đó. Hai trong nhân nhà đến đó rồi. Con đây. Con đây nữa đâu. Con dâu. Con dâu. Con mẹ. Rồi. Con đây. Con vô của Chúa và sự che chở của đất này nữa. Và sau đó thì cha sẽ thay mặt Chúa và chúc lành cho để các này của Chúa thật ở cùng tất cả gia đình đó thì những gia đình. Nên xin cha và con và thánh thần cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúc tục danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng bao thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Rồi lần nữa nhé. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Vậy vậy này hả? Để anh chụp lên chụp. À, chụp hình đó hả? Là đến cứ thế nhé. Bây giờ tặng
mỗi người một mỗi chẳng hạn để làm kỷ niệm hôm nay đến thăm giáo sư Đăng Ca cũng là thăm làng. Thì trước tiên đó là tặng ông già làng vô cảnh nhân cái chân trước ở đây chút là chân trước là cái bộ đá ở đây cái chân trước rồi bây giờ ở đây là ban thờ vụ của giáo sư này. Thank you.
Cháu sẽ đàn gà mong đợi từ bao nhiêu năm tháng. Và hôm nay Đức Cha đã về đến giáo xứ và Đức Cha đã dành hết ưu ái cho giáo xứ đàn gà chúng ta. Đức Cha hiện diện nơi đây. Đức Cha Giuse đi Đức Đạo, Ngài là giám mục giáo phận Xuân Đồng chúng ta hôm nay. Và trong thời gian Đức Cha đến đây từ lúc 3 giờ 30 phút, Đức Cha đã tỏ một cái tình thương thật là dạt dào đối với cộng đoàn giáo xứ. Đức Cha đã đi thăm với lòng thương xót của Chúa bao phủ cả giáo xứ chúng ta. Và giờ đây Đức Cha, rồi quý cha, cha chánh xứ Định Quán, cha chánh xứ Tịnh Lâm và cha phụ tá giáo xứ Định Quán cùng với tất cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẽ dừng thánh lễ hôm nay. Và giờ này xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Chúng ta chào Đức Cha và tất cả quý cha và cao chào nhau một tràng pháo tay thật lớn. Với tất cả tình thương yêu, tôi xin gửi kính chào cho chánh xứ, giả là ban thường vụ, ban chủ ở trong giáo xứ đàn cả của chúng ta, và xin chào tất cả mọi người, các cụ, các ông bà, các anh chị em và các cháu nhỏ. Với tất cả lòng thương mến, tôi xin chào tất cả mọi người. Bây giờ với niềm vui của con cái Chúa, chúng ta bắt đầu dừng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phổ phụ rất thân mến, chúng ta trước tiên chuẩn bị tâm hồn chúng ta để dâng thánh lễ. Chúng ta đang ở trong nhà Chúa. Chúa ở đây, Chúa chờ đợi chúng ta. Và khi chúng ta tới đây thì Chúa đón nhận chúng ta. Và với tất cả tình yêu yêu, Chúa muốn tỏ tình yêu của Ngài, nhất là qua sự tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và rồi qua lời của Chúa, Chúa sẽ nói cho chúng ta những gì Chúa muốn đến chúng ta. Và Ngài sẽ trong một cách màu nhiệm huyền nhiệm, Chúa dâng tất cả con người của Chúa qua nghi lễ dâng lên Thiên Chúa Cha cho phần lỗi đời đời của chúng ta và của tất cả nhân loại. Hôm qua tôi để ý đến giáo sĩ Đồng Bảo, và đặc biệt sáng hôm nay trong giờ hình sáng, tôi đã nhớ và cầu nguyện cho tất cả giáo sĩ đàn cả. Tôi sẽ đến thăm trường hôm nay, và theo thói quen thì trước khi lên xe để lên thăm ông chị em, tôi gặp viếng Chúa lần nữa và tôi cầu nguyện cho anh chị em. Như vậy là tôi đã gặp anh chị em trong Chúa từ sáng sớm hôm nay, chứ không phải là chiều nay tôi gặp anh chị em. Từ sáng sớm đã gặp anh chị em trong Chúa, cầu nguyện cho anh chị em. Và hôm nay tôi về đây, tôi vui mừng được chứng kiến một cộng đoàn đức tin sống động, thấy các em rất là dễ thương, được đi được cha chánh xứ hướng dẫn đi thăm một số gia đình, một số các bà, các anh nằm liệt giường đau khổ, một chút tâm tình chia sẻ. Công việc là cha chánh xứ và ban thầy giáo cho các anh chị em con cái ở dưới sông Đăng Cả đã làm trong nhiều ngày tháng vừa qua. Tôi cảm ơn nhân dịp này, muốn nói lên lời cảm ơn cha chánh xứ và tất cả mọi người ở dưới quý gì, và tất cả mọi người cộng tác với cha chánh xứ. Tôi cũng muốn đến thăm để coi cái môi trường sống của các cha đi thăm, muốn được chia sẻ ít phút với cái điều kiện sống của các cha ở căn nhân hôm nay, về chia sẻ cái môi trường sống của được một vụ cũng như là môi trường sinh sống của cha chánh xứ Nam Cả ở đây. Tôi muốn cảm ơn cha chánh xứ và mọi người. Và khi nói đến những người cộng tác với cha chánh xứ là ban hành giáo, ban chùa, những cộng đồng giáo dân,
bây giờ tôi cũng phải thêm vào một ý tưởng, đó là nếu các ban Phật giáo, ban trù và tất cả mọi người cộng tác với chương trình sư các ông, thì tôi cảm ơn các bà của các ông. Nếu là các bà thì tôi cảm ơn các ông của các bà, cảm ơn con cái của các ông bà. Bởi vì trong bí tích hôn nhân, gia đình công giáo của chúng ta không còn sống riêng rẽ một mình nữa. Một người làm là cả gia đình tham dự vào, tất cả gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau, ông bà, cháu chắt, tất cả khích lệ nhau để giữ đạo, để tôn thờ Chúa, khích lệ nhau, nâng đỡ nhau, nhiều khi cũng phải thúc đẩy nhau một chút, và khích lệ nhau để làm việc bác ái, để kiên nhẫn trong cuộc sống có khi có những cái khó khăn, nhưng mà khích lệ nhau, nhắc nhở nhau, tin tưởng vào Chúa. Vì vậy, giáo sĩ chúng ta là được hưởng nhờ sự phục vụ chứng tá của một người, trong thực tế là hưởng nhờ sự phục vụ và chứng tá của tất cả gia đình người đó. Vậy hôm nay tôi muốn cảm ơn tất cả các cha chứng sứ và những người cộng tác với cha chứng sứ, và tôi mời gọi tất cả cộng đoàn giáo sĩ chúng ta cảm ơn các ngài bằng một tràng pháo tay thật to. Và tôi có một điều muốn gửi gắm đến cộng đoàn giáo sư Đại Cả. Tôi được nghe biết như vậy là anh chị em giáo lũ trong một công giáo của chúng ta ở trong giáo sư Đại Cả là chúng ta có được 10% và là 90% chưa hưởng được cái niềm vui được biết là Chúa Giêsu là đấng cứu thế, mà ngài xuống thế này bởi vì thương yêu chúng ta thôi, và chúng ta ao ước làm sao các anh chị khác cũng được hưởng cái điều vui này như chúng ta. Cho nên tôi mời gọi con cái của giáo sư Đại Cả hãy ra đi cùng ngoại biên. Ông đại diện giáo sư đã nói đi ra cùng ngoại biên để theo tinh thần chương trình của tất cả giáo phận để gặp gỡ các anh chị em đau khổ, các anh chị em di dân, các anh chị em lương dân, để thông truyền cho họ cái tình thương của mình cho ông. Thế thì để làm như vậy thì trước tiên chúng ta phải thương yêu nhau trong gia đình của chúng ta, họ hàng của chúng ta, trong giáo sư của chúng ta. Tôi đang đứng đây này, bàn thờ này là một trái tim, và cái để ý đến thấy ngay bàn thờ này được làm cái hình một trái tim, trái tim của Chúa truyền đạt cho chúng ta, thánh hóa trái tim của chúng ta, để chúng ta thương yêu nhau, sống với nhau bằng một tim, bằng tình thương yêu trong gia đình, vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái, ông bà cháu chắt, anh chị em với nhau và tất cả mọi người, và tất cả giáo sứ chúng ta thương yêu nhau, để làm sao cho người ta thấy là cái đặc tính của giáo sứ Đại Cả này là tình thương yêu, người ta sẽ nói về chúng con giáo sứ Đại Cả như là người ta nói với cộng đoàn các tín hữu đầu tiên, coi họ thương yêu nhau chừng nào, nó cảm thấy cái sự thương yêu này nó đặc biệt lắm, nó không phải là chỉ thứ tình cảm bình thường của bạn hữu với nhau, mà nó có cái chất tình yêu, bởi vì cái tình thương yêu này nó phát xuất từ cái cảm nghiệm của tình thương yêu của Thiên Chúa. Đó, điều mà tôi muốn xin tất cả con cái của chúng sinh đang cảm hãy thương yêu nhau, để rồi cùng nhau truyền đạt tình thương yêu đó cho những anh chị em ở ngoài giáo sứ của chúng ta, đặc biệt các anh chị em đau khổ, các anh chị em lương dân, các anh chị em duy dân, bắt nguồn từ kinh nghiệm của tình thương yêu của Thiên Chúa đứng ở giữa con tim của Thiên Chúa như thế này, truyền đạt cho nhau, để cho giáo sư Đại Cả của chúng ta cộng tác với tất cả các giáo sư khác của giáo phận của chúng ta, biến trước tiên các gia đình và tất cả giáo sư Đại Cả của chúng ta này để cùng với giáo phận trở thành thánh điện của lòng thương xót của Chúa,
ở trong đó ai cũng cảm thấy là được thương yêu, được thương yêu ở trong những cái yếu kém của mình, trong những cái đỡ lực của mình, cho nên là được thương xót. Và đến lần này mình cũng diễn tả tình thương yêu cho những anh chị em yếu kém, những anh chị em đỡ lực, và tình thương yêu đó nó trở thành lòng thương xót. Xin cảm ơn tất cả con cái ở dưới đàn cảnh. Rồi cũng là cái áo xin được chào mặc vô để lại gần.